Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài thực hành bài 150 ở trang 81 vừa bài tập toán lớp 4 nhé. Yêu cầu này, đo độ dài, tức là đo khoảng cách giữa hai điểm ở trong thực tế. Các em có thể đo chiều dài này, đo chiều rộng của lớp học của các em, hoặc là các em đo chiều dài này của bảng, chiều dài bảng của lớp học, tức là cái bảng mà giáo viên viết đấy, thì các em có thể đo chiều dài của cái bảng đấy, hoặc là các em có thể đo khoảng cách giữa hai cái cây ở trên sân trường. Chúng ta cần chuẩn bị là thước dây cuộn hoặc là đoạn dây có đánh dấu từng mét. Thứ hai là một số các cái cọc để các em cắm mốc, rồi giấy bút để các em ghi chép. Mỗi học sinh đo trực tiếp rồi chúng ta ghi kết quả vào. Cái này thì nó không có một cái đáp án chính xác cho tất cả các bạn. Bởi vì là ví dụ như ở lớp học này thì có chiều dài là bằng chừng này, 10m chẳng hạn. Nhưng mà sang lớp học ở trường khác thì chiều dài có thể là 12m, đúng không? 11m, có thể là 9m. Đấy, nên là các em sẽ đo thực tế và sau đấy chúng ta ghi kết quả vào thôi, đúng không ạ? Vậy thì chiều dài của phòng học, ví dụ như phòng học các em đo được chiều dài là 12m thì các em ghi là 12m, đúng nào? Nếu các em đo được là chiều dài của phòng học là 10m thì các em ghi 10m. Ví dụ học phòng học này có chiều dài là 10m. Đấy, chiều rộng thì ví dụ như chiều rộng của phòng học này thì đo được là 8m chẳng hạn, thì các em ghi là 8m nào. Còn các em đo thực tế mà các em thấy 7m thì các em ghi 7m, đúng không? Cái đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đo thực tế của các em nhé. Ví dụ như chúng ta đo chiều rộng của phòng học này, cái này là chúng ta đo thực tế rồi chúng ta ghi kết quả vào. Ví dụ như chúng ta đo được 8m thì em ghi 8m. Nếu bạn nào đo được 7m thì chúng ta ghi 7m. Đấy. Rồi chúng ta có thể đo là chiều dài của bảng. Tức là cái bảng viết ở trên lớp của chúng ta đấy. Thì các em có thể đo thì chúng ta thấy là chiều dài thì thường là 2m, đúng không ạ? Thì các em ghi là 2m. Ở đây các em đo thực tế kết quả bằng bao nhiêu chúng ta ghi vào. Như vậy nó không có một cái kết quả chung áp dụng cho tất cả các bạn, mà các bạn sẽ đo và chúng ta đưa kết quả bằng bao nhiêu thì các em ghi kết quả đấy vào. Sang bài tập số 2 là tập ước lượng độ dài. Đi 10 bước dọc thẳng sân trường rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được. Mỗi học sinh thực hiện nhiệm vụ trên rồi ghi kết quả. 10 bước chân của em đi được cái quãng đường dài khoảng bao nhiêu? Cái này thì nó cũng phụ thuộc tùy vào từng bạn. Có bạn thì bước ngắn, có bạn thì bước dài, đúng không ạ? Nếu như mà mỗi bước chân của các em, ví dụ như một bạn bước cứ mỗi bước là tầm khoảng 25cm chẳng hạn. Đấy, thì 10 bước thì chúng ta sẽ có là lấy 25 nhân với 10 thì bằng 250cm. Còn một bạn nào đấy lại bước một bước có 20cm thôi. Đấy, thì 10 bước chân thì các em sẽ lấy là 20 nhân với 10 bằng 200cm. Được không? Đấy là tùy thuộc vào cái độ dài mỗi bước chân của mỗi bạn nhé. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có là như sau. Ví dụ như một bước chân của em thì dài khoảng 25cm chẳng hạn. Vậy thì 10 bước chân thì nó sẽ là gì? Các em sẽ lấy 25, các em nhân với 10 thì bằng 250cm. Cô sẽ lấy là 25, cô nhân với 10 bằng 250cm. Như thế này tức là cứ mỗi bước chân chúng ta là dài 25cm. Còn bạn nào bước mỗi bước có 20cm thôi thì chúng ta sẽ ghi là 20 nhân với 10 thì kết quả ở đây sẽ bằng 200cm.
Đấy, nó không có cái đáp án nào gọi là đáp án chính xác chung đúng để mà áp dụng cho tất cả các bạn, mà tùy thuộc vào cái bước chân của mỗi bạn nhá. Có bạn ra kết quả 250 thì cô giáo ghi là đúng, nhưng mà có bạn ra 200 thì cô cũng ghi là đúng, bởi vì là mỗi bước chân của bạn này là 25 cm, còn bạn kia là mỗi bước chân chỉ có 20 cm thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy độ dài của mỗi bước chân, các em nhân 10 lên. Trên đây là cô vừa hướng dẫn cho các em đi xong cái bài 150, đó là bài thực hành trang 81 của vở bài tập toán lớp 4. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.